chiều cuối tuần thật là ấm áp bên gia đình. Xin chào mọi người, chúc mọi người có một buổi chiều cuối tuần thật là ấm áp bên gia đình. Thì bây giờ Dung đang đi siêu thị để chuẩn bị mua đồ cho tuần sau mà mọi người. Thì bây giờ mọi người mời mọi người cùng theo chân Dung đi siêu thị nha. Siêu thị này nó ở cách nhà Dung khoảng 10 phút đi xe mọi người. Thì mình sẽ quay đường cho mọi người xem. Đây. Thì lúc này là đang mùa đông mọi người ơi, thì cây đây gọi thành phố này gọi là thành phố lá vo nha mọi người. Thì cái thành phố này thì cũng nhỏ thôi chứ không có lớn lắm. Thì nó cách Toulouse của một cái chỗ để đổ xe rất là khó. Thì mình đã tới siêu thị rồi. Đây, cái siêu thị này nó có tên là Intermarché. Thì mời mọi người cùng vào bên trong xem với mình. Rất là đắt. Đi qua bên này. Mọi người thấy không? Nó để bảng son và son. Cái đây là cái quầy bán đồ giảm giá mọi người. Đây là nhá nè, có xà bông, nước xả, sữa các loại cho. Đây là các loại sữa cho trẻ em. Đây là giảm 40%. Thì quầy này thì bán đồ cho trẻ sơ sinh mọi người. Đồ cho em bé từ mới sanh cho tới 3 tháng tuổi. Đấy, quá trời sale luôn. Là con mình nó qua cái tuổi này hết rồi, không xài được nữa. Đấy, bán sách vở. Ngoài này thì bán màn chăn gối mọi người. Bán cam, quýt. Này nó có quýt. Quýt mà còn lá như vậy là nó sẽ có là 2.99 euro mọi người. Quýt này có xuất xứ từ Tây Ban Nha. Không phải là cam nha mọi người, trái này là trái bưởi ở châu Âu á mọi người. Ba trái thì nó có giá là khoảng 2 euro. Đây là lê. Giờ mình sẽ mua chuối. Chuối nó đang được giảm giá mọi người. Mà mình sẽ mua vậy. Bây giờ bỏ vô xe thôi. Đây là gian hàng bán rau trộn rồi các bạn, rau mà sạch á. Cái này là bắp cải. Có bắp cải nồi tím đây nè mọi người. Thấy bắp cải nồi của người ta không? Nó bự khủng khiếp. Quầy này thì nó cũng có bán đồ châu Á đó nè mọi người. Gần chuối nè, có chuối. Trời ơi, trái bơ nè. Bơ này không biết bao nhiêu một ký. Bơ này có giá là 3.99 euro một trái nha mọi người, khoảng 100 ngàn á.
su hào, dừa nè, mì nè, mía nè. Mọi cái quầy bán hải sản mọi người. Ở đây thì rất là xa biển, cho nên là muốn ăn hải sản mà tươi sống thở oxy luôn là khó lắm mọi người. Cái này giống cá, cá mực, cá bạc mé gì mọi người ơi. Là hào nè mọi người. Ôi sò điệp. Sò điệp này rẻ ghê luôn mọi người. Có giá khoảng 120 ngàn một ký thôi. Rất là to bên trong luôn. Đây là quầy bán thịt giam bông luôn nè mọi người. Này là mình người ta để trước cửa, trước cái cửa kiến gì đó. Tụi mua cái nào thì mình sẽ chỉ người ta. Người ta cắt sẵn rồi mọi người. Đây là quầy phô mai. Đây là cái quầy bánh. Đây là bánh l'éclair. Bánh có bánh su nữa nè. Rất nhiều loại bánh luôn. Nhưng mà bánh ở đây thì không có ngon. Mình được. Đây là gan ngỗng béo nè mọi người. Này thì bán quần áo. Em đang sale quá trời luôn mọi người. Sale 50, sale 70. Mưa luôn, quẹo lựa, quẹo lựa. Đây là mì phẳng, thuốc nhuộm tóc thôi này. Khi mà đi cái siêu thị này á, là mọi người phải làm một cái kẹt cái ngân thẻ khách hàng vậy đó. Thì khi mà mình mua hàng á mọi người, nó được giảm giá. Nó giảm giá 70%. Thì cái 70% đó nó sẽ vào trong cái thẻ khách hàng của mình. Để mà lần sau mình mua thì mình sử dụng cái tiền trong đó mình trả thôi. Là bán giày dép, ramen rồi nè mọi người. Nhiều màu sắc để lựa luôn. Là bán đồ điện tử nha mọi người. Bàn ủi, máy hút bụi, nồi cơm điện. Đây là cái khu bán rượu nha mọi người. Mình không biết là khi mua rượu mà người ta có coi hết được không. Biết bao nhiêu rồi cái nhãn hàng rượu cho này. Khu này là bán nước uống rồi. Nước này nó đang có chương trình khuyến mãi là mua 2 tặng 1 khi đó. Đây là quầy bán phô mai và sữa chua đây mọi người ơi. Rất là nhiều luôn. Đây là khu vực bán sữa chua cho trẻ em. Thì bây giờ mình sẽ ra quầy tính tiền. Quầy đi. Mình mua dưới 10 món thì mình sẽ đứng ở cái quầy này nha mấy bạn. Cái quầy sau khi mình ra khỏi cái quầy tính tiền á, nó sẽ có một cái máy để mình chơi trò chơi. Thì dưới cái phiếu tính tiền nó sẽ có cái mã code này nè mọi người. Chợ xong rồi mọi người ơi, thì mình cũng review cho mọi người xem cái siêu thị gần nơi mình sống. Thì bây giờ mình cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem cái video của mình. Giọng ràng khi xem cái video này về cho những ai yêu thích nước Pháp thì các bạn sẽ nhìn được một góc nào đó của thuộc về nước Pháp. Rồi mọi người hãy đăng ký like, share và là Jogado Channel cuộc sống nước Pháp.
biệt mọi người và chúc mọi người cuối tuần thật vui vẻ.